Chào các em, như vậy là hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở vòng số 14 khối 8. Trước khi thi thì thầy cũng nhắc là thầy đã mở các khóa V63, V73, V83 và V92, V93 để phục vụ cho thi vòng huyện tốt hơn. Các em hãy đăng ký nếu thích. Bây giờ thầy giải bài số đầu tiên, bài 1 của vòng 14 khối 8. Vòng 14 năm ngoái rất là khó. Không biết năm nay thì sao? Tam giác ABC cân tại A, chu vi là 32 mà có một cạnh BC là 12, như vậy tổng hai cạnh còn lại là 20. Mà cân tại A vậy hai cạnh còn lại bằng nhau, vậy lấy 20 chia đôi là 10 ha. Cái này các em tính bình thường thôi. A cộng B cộng C, B cộng C cộng D, C cộng D cộng E, rồi bình lên, bình lên, bình lên, cộng lại 3266. Cho một cái hình tứ giác có hai đường chéo vuông góc. Đây chính là tứ giác có hai hình chéo vuông góc nè các em. Như vậy diện tích là bằng tích hai hình chéo chia đôi 12 x 8. Thầy khỏi vẽ hình nha, mới nhấp nháp thấy dễ quá. Vậy là bằng 48. Cái hai hình chéo nhân nhau chia đôi, công thức này các em học rồi. Rồi, cái này thì các em để ý kỹ thì M sẽ bằng trừ 3. Thì lúc đó ta có là 4x trừ M là trừ trừ 3 thành cộng 3y, tất cả bình ha. M bằng trừ 3 cái. Ngẫm nghĩ đi là thấy đúng rồi ha. Phá ra lại là đúng rồi. Hình thoi, hình thoi thì diện tích là bằng hai đường chéo nhân nhau chia đôi không? Thì một đường chéo là 18 rồi, đường chéo còn lại không biết bao nhiêu thì gọi là x, nhân nhau rồi chia đôi. 18 nhân x chia đôi thì bằng 26. Vậy từ đây x sẽ bằng 2 nhân 26 chia 18 là bằng 24. Như vậy một đường chéo là bằng 24 với lại một đường chéo là bằng 18. Rồi các em chẻ đôi mấy đường chéo ra thì ta có là 12 với lại 9. Rồi một hình thoi chẻ đôi hai hình chéo thì ta có tam giác vuông, bốn cái tam giác vuông. Các em dùng định lý Pythagore thì các em sẽ suy ra cạnh của hình thoi nha. Cạnh của hình thoi là bằng 15. Theo lời hướng dẫn của thầy các em vẽ hình làm đi, những bài dễ vậy thầy không có làm đâu nha. Bài này biến đổi nhanh, 9 là 3 bình, 3 bình tất cả mũ 3x bằng 3 mũ 5x, 81 là 3 mũ 4, rồi là tất cả mũ 4 nữa. Như vậy là ta có là 3 mũ 6x, 2 nhân 3x, lũy thừa của lũy thừa thì nhân hai số mũ lại. Còn bên này là 3 mũ 5x nhân cho 3 mũ 4 x 4 là 16. Như vậy là nó bằng 3 mũ nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Rồi, hai lũy thừa giống nhau phần cơ số, suy ra hai số mũ bằng nhau, 6x sẽ bằng 5x cộng 10 16. Từ đây các em suy ra là x sẽ bằng 10 16. Rồi, cái này em nào tham gia khóa V83 rồi thì sẽ thấy là phương trình vô nghiệm là nó có dạng là 0x bằng một số khác 0 ha. Số khác 0. Còn phương trình vô số nghiệm là 0x sẽ bằng 0. Bây giờ thầy biến đổi cái đề cho m nhân mx cộng 1 bằng 3 lần mx cộng 1. Phá ra m bình x
cộng m bằng 3mx cộng 3 chuyển qua hàng bên. Như vậy là ta có là m bình x nè trừ 3mx nè là bằng 3 trừ m, rút nhân tử chung, rút x ra ngoài để trong còn m bình trừ cho 3m, tất cả nhân cho x bằng 3 trừ m. Đó, x nào nhân với 0 thì cũng bằng 0, mà 0 thì không thể nào bằng một số khác không được. Vậy ở trên này là tập nghiệm nó bằng rỗng là đúng rồi ha. Còn dưới này là x nào cũng bằng 0 thì nhân với 0 là hai vế bằng nhau. Vậy là tập nghiệm dưới này á là nó bằng tập hợp cả số thực luôn. Bây giờ ta muốn phương trình này nó vô nghiệm thì các em cần điều gì? Các em cần thứ nhất là cái chỗ này bằng 0 nữa nè. Đó, chỗ này nó bằng 0 cái đó. Và sau khi nó bằng 0 á thì bên 3 trừ m phải khác 0 nữa thì mới được. À, 3 trừ m phải khác 0. Vậy là cần hai ý đó diễn ra song song với nhau. Cái phương trình trên này là phương trình tích nè các em. Rút m ra, ở trong sẽ còn m trừ 3 bằng 0. Ở dưới thì 3 trừ m khác 0 thì m phải khác 3. Tiếp tục. Ở phương trình trên, m nhân m trừ 3 bằng 0 thì các em sẽ sinh ra hai bài toán con ha. Suy ra m bằng 0. Hoặc là m bằng 3 cũng được. Còn bài toán dưới là nó đòi m phải khác 3. Như vậy các em lấy cái kết quả nào cho thỏa cả hai dòng này? Ở trên là m bằng 0 cũng được, bằng 3 cũng được, còn ở dưới là m khác 3 là được. Vậy các em chọn m 0 cho thầy nha. Là nó thỏa cả hai yêu cầu đó. Rồi, cái này thì cũng dễ thôi. Chuyển vế đổi dấu a bình trừ b bình sẽ bằng a trừ b. Phân tích bên trái thành nhân tử a trừ b nhân cho a cộng b bằng a trừ b. A trừ b là số khác 0, vì vậy thầy chia hai vế cho a trừ b. Vậy ta có a cộng b sẽ bằng a trừ b trên a trừ b. Vì vậy là a cộng b sẽ bằng 1. Vuông tại A, B, C có đường cao AH. Đó, đây là đường cao AH ha. Để đặt tên luôn. HB thì bằng 9, HC thì bằng 16. Đây là 9, còn đây là 16. Tính diện tích nhánh ABC. Chà mày đó nha. Dễ thôi kem. Bây giờ kem muốn tính diện tích tam giác ABC á, thì kem phải tính cái chiều cao AH đã nhá. Kem phải tính cái chiều cao AH coi nó bằng bao nhiêu. Chiều cao AH thì gọi là x đi. Giờ tính cho được cái x đó. Bây giờ mới cho dùng định lý Pythagore này. AB mũ 2 trong tam giác ABH thì AB mũ 2 sẽ bằng x mũ 2 cộng 9 mũ 2. Ở trong tam giác ACH thì AC mũ 2 sẽ bằng x mũ 2 cộng cho 16 mũ 2. Rồi, giờ các em lại để ý là BC mũ 2 thì sẽ bằng 9 cộng 16 tất cả mũ 2, tức là bằng 25 mũ 2. Rồi giờ xét cái tam giác lớn, các em dùng định lý Pythagore trong tam giác lớn thì các em sẽ có là AB bình cộng cho AC bình thì sẽ bằng BC bình, tức là bằng 25 bình phương.
Từ đây các em sẽ tìm được x, không? X bình cộng x bình là 2x bình. Rồi các em lấy 25 bình. 25 bình này trừ 9 bình này trừ 16 bình này là bằng 288. Vậy từ đây x bình phương sẽ bằng 144. Hay nói cách khác là x sẽ bằng căn 144 là bằng 12. X bằng 12 thì diện tích sẽ bằng 1/2. X là chiều cao nhân đáy. 12 nhân cho đáy là 9 cộng 16 là 25. Thì kết quả sẽ bằng 150. 150 lên nhé. Hơi khó. Bài này hơi khó. Rồi, bài này thì trong các cái khóa học thầy dạy nát bét rồi. Bây giờ không có nói nhiều đâu. Các em dùng kỹ thuật V81 trong khóa học V81 làm cũng được. Mà dùng biến đổi toán học cũng được. Thầy dùng biến đổi toán học đi. X mũ 3 cộng Y mũ 3 nó bằng 108. Cái này để cho. Còn các em dùng V81 thì nó ra nhanh lắm, cỡ mấy chục giây là ra thôi ha. Còn đây mình rảnh mà, mình đang rảnh mình đi cho vui. X bình trừ X Y tổng nhân bình phương thiếu vô hiệu này. Đó, bên này bằng 108. Rồi như vậy là x cộng y thì lại bằng 6. Như vậy là cái này là bằng 108 chia 6 bằng 18. Rồi ở đây tiếp tục là thầy bổ sung thêm 2xy vô giữa. Thì thầy phải trừ lại 3xy. Trừ 3xy để nó bằng như cũ á. Nên là bằng 18 rồi. Thử lại đi là biết. Vậy là thành x cộng y tất cả bình trừ cho 3 lần xy bằng 18. Mà x cộng y là bằng 6, vậy chỗ này đổi thành 6 bình trừ 3xy bằng 18. Từ đây các em sẽ tính được xy, xy sẽ bằng 6 bình trừ 18 tất cả chia 3. Từ ngẫm nghĩ nha, 6 bình trừ 18 bằng nhiêu chia 3 thì bằng 6 nha. Xy sẽ bằng 6. Xong bài thi số 1. Bài thi số 2 đọc dế. Ô chà, tùm lum hết. Không sao. Trừ 3y bằng 9. Như vậy y có nghĩa là giá trị đối của 3y là bằng 9 đó mà. Bỏ dấu trừ đi. Vậy y nó bằng 3 cũng được, trừ 3 cũng được. Đúng không? Vậy y bình phương lên thì phải bằng 9. Chứ không còn đường nào khác. Như vậy là x cộng y bình tức là x cộng 9 bằng 13 và x sẽ bằng 4 kìa. Rồi. Các em vẽ nhanh cái hình. Thầy vẽ nhanh cái hình nè. Vẽ hình vuông. Hình vuông ha. Đâu rồi? Đây. Hình vuông PQRS. PQR S. Hai đường chéo PR góc PQS bằng 5x, góc RSV bằng 4x. Như vậy cả góc này là 9x. 9x mà là 90 độ. Như vậy x của mình sẽ bằng 10 thôi. Đúng không? 9x bằng 90 mà. À, 9x là bằng 90. Vậy suy ra x sẽ bằng 10 độ. Rồi góc QRS là góc nào? QRS. Ủa? QSR chứ góc này. Đây. Góc này. Góc này là hỏi
hỏi thì lại QSR nó bằng 45 hình vuông, à hình chữ nhật, chết cho hình chữ nhật ok. Thì chỗ này 5x, chỗ này 4x. Như vậy là góc này bằng góc này so lại trong à, đây bằng 5x luôn. Mà x bằng 10, vậy là góc này là bằng 50 độ. Người ta cho hình chữ nhật mà thầy đi vẽ hình vuông mà thôi, không sao, không ảnh hưởng gì. Một hình thoi có độ dài một cạnh tự vẽ đi là 10. Một đường chéo là 16. Đường chéo 16 vẽ đôi là bằng 8. Như vậy các em tính nửa đường chéo kia sẽ bằng 6. Thì cả đường chéo kia sẽ bằng 12. Rồi 12 nhân 16 chia đôi. 12 nhân 16 chia đôi bằng 96. Tự làm cho nha. Các bạn này dễ vẽ hình ra là thấy đúng rồi. Cho một hình chữ nhật ABCD. ABCD nè. Có AD bằng 7, diện tích bằng 35, giờ cạnh còn lại bằng 5. AC là đường chéo, dùng Pythagore nha. 7 bình cộng 5 bình, 7 bình cộng 5 bình sẽ bằng 74. Vậy lấy căn là căn 74. Đường chéo sẽ bằng căn 74 ha. Vẽ hình ra thấy liền, những bài nào khó thầy mới giúp các em vẽ hình đâu. Rồi cái này các em cộng lại, quy đồng cộng tử giữa mẫu thôi. Nhẩm tôi thấy luôn, nó sẽ bằng 2 trên x mũ 3 cộng 1. Không tin cứ thử đi. Phương trình có nghiệm. Phương trình này có nghiệm bằng 1. Như vậy là tất cả các chữ x thầy thay bằng số 1 hết. Cộng 1, rồi cộng cho 1, trừ cho m, nhân 1, rồi cộng 2 bằng. Từ đây các em tự tìm M nha. Thầy nhẩm luôn. 2M cộng 1 cộng 1 trừ M cộng 2 bằng 0. M sẽ bằng trừ 4 nha. Khi người ta cho nghiệm á, thì các em lấy cái số đó, người ta thay cho, các em thay cho chữ X thôi. Còn đề dễ không trời. Một hình chữ nhật có hai cạnh sát nhau bằng 6 và 8. Như vậy là diện tích của hình chữ nhật sẽ là 48. Nối bốn trung điểm lại. Bốn trung điểm lại thì nó sẽ chiếm một nửa là bằng 24. Các em vẽ hình ra các em thấy liền không? Thầy vẽ hình cho vui ha. Mình đang rảnh mà. Hình chữ nhật đo đây. Hình chữ nhật đây các em. Nối bốn trung điểm. Ta lấy bốn trung điểm nè. Rồi nối lại. Vậy nó ra cái hình thoi. Diện tích của hình thoi này nó sẽ bằng nửa hình chữ nhật này các em. Tại sao vậy? Giờ các em thử nối này, các em dễ thấy hơn nè. Hình thoi này là gồm 4 miếng này. Và miếng này bằng miếng này, miếng này bằng miếng này, miếng này bằng miếng này, miếng này bằng miếng này. Như vậy hình thoi thì chiếm một nửa của hình chữ nhật đó. Mà hình chữ nhật này là 6 x 8 48 thì chia đôi là 24 đó. Chưa gặp con nào khó. Đa giác có tổng số đo các góc trong bằng số đo góc ngoài. Đa giác không biết bao nhiêu cạnh hết thì gọi là n cạnh đi. Thì theo khóa học V82 thì tổng các góc trong tam giác n cạnh nó sẽ là n trừ 2 nhân cho 180. Em coi lại khóa học V82 nha. Em nào chưa đăng ký V81, V82 thì đăng ký ngay đi. Và V83 là thầy đang dạy đó, đừng có tiếc nha. Nếu muốn thi hiện tốt đó, tổng số đo các góc trong tam giác. Còn tổng số đo các góc trong đa giác là theo công thức này. Còn tổng số đo các góc ngoài là bao giờ cũng bằng 360 hết. Coi lại V82 nha. Rồi từ đây các em suy ra là N sẽ bằng 360 chia 180 là được 2, 2 cộng 2 là bằng 4. Vậy đa giác này có 4 cạnh.
tức là tứ giác, là tứ giác. Một hình bình hành có hai cạnh kề, một hình bình hành có hai cạnh kề, thầy vẽ hình bình hành đã, đây hình bình hành đây, có hai cạnh kề bằng x và y và một góc bằng 45 độ, một thành x, một thành y. Giờ thầy giả sử đây là x đi, đây là y, góc 45, góc này 45, góc nhỏ. Giờ thầy kẻ đường cao xuống thì các em sẽ thấy ở đây vuông này, ở đây vuông mà ở đây 45. Như vậy cái hình này tức là nửa hình vuông này. Khóa học V82 thì thầy đã dạy một cái hình vuông mà có đường chéo bằng x thì cạnh của nó sẽ bằng x căn 2 nhé. Cạnh này sẽ bằng x căn 2 này. X chia cho căn 2 chứ, xin lỗi các em. X chia cho căn 2 mới đúng. Các em đăng ký ngay cái khóa học V82 nếu chưa nha. Chứ không thôi là thiệt thòi lắm. Học cái đó rồi cái làm việc nó khỏe lắm. Cạnh của hình vuông sẽ bằng đường chéo chia căn 2. Cạnh thì bằng đường chéo chia căn 2, còn đường chéo thì bằng cạnh nhân căn 2. Đó là những cái quy tắc ghi nhớ thầy đã dạy trong khóa học V82 các em nha. Bây giờ diện tích của hình bình hành này sẽ bằng bằng đường cao nhân cạnh tương ứng, tức là bằng x trên căn 2, x trên căn 2 nhân cho y, hay nói cách khác là bằng x y chia cho căn 2. Rồi ta lấy đáp án nào, đây đó. Tiếp tục vẽ hình. Một hình thang cân, thầy vẽ hình thang cân. Rồi. Một hình thang cân có hai đường chéo vuông góc. Giờ vẽ sao cho hai đường chéo có vẻ vuông góc mới chịu. Đây. Nhìn đây có vẻ vuông, đó, đúng rồi, có vẻ vuông góc rồi đó. Một đường chéo bằng 10. Đường chéo bằng 10 thì đường chéo kia cũng bằng 10 thôi. Thì mình có hai đường chéo này bằng 10 hết ha. Tính diện tích bình thang. Ui trà ghê nha. A B C D. Vuông góc, chỗ này vuông góc nha. Đây là giả thuyết quan trọng nè. Hình như cái này có trong cái bài mẫu trong V82 luôn kìa. Đúng rồi, thầy nhớ rồi. Đây là bài mẫu trong V82 luôn. Rồi bây giờ thầy, từ A thầy kẻ song song với DB, cắt CB ở E. Đó. Vậy có nghĩa là trên này cũng vuông góc này. Đó, trên này cũng vuông góc. Hai này song song thì đây vuông luôn. Chỗ này phải đặt tên là điểm E. Rồi như vậy các em xét cái tam giác này cho thầy. Vì thầy kẻ song song, rồi ở đây song song sẵn rồi. Vậy nó thành hình bình hành. Hình bình hành thì hai cạnh đối bằng nhau. Vậy bên này 10 thì bên kia cũng 10. Đó. Như vậy cái tam giác A C E là tam giác vuông cân các. Tam giác vuông cân. À. Rồi, bây giờ các em nhìn cho kỹ. Diện tích của tam giác ACE thì mình tính được đúng không? Rồi giờ các em nhìn cái miếng này nè. Cái miếng ADC, thầy xóa cái này đi cho nó dễ nhìn.
cái miếng ADC. Các em đồng ý là nó bằng cái miếng, nó sẽ bằng cái miếng DAB. Hai miếng này bằng nhau. Cái miếng xanh lá cây hồi nãy nó sẽ bằng cái miếng tím bây giờ. Nó đè nhau cái phần này ha. ADC sẽ bằng ADB. Mà ADB nó sẽ bằng ABE. Bằng về diện tích đó. Rồi thầy ghi đây cho các em dễ hình dung. Lôi cái này lên đây dễ nó chỉ. Rồi. S của ADC sẽ bằng S của ADB. Tự chứng minh. Nhìn đã thấy bằng SADB là nửa cái hình bình hành. Thì nó bằng nửa hình bình hành màu đỏ, tức là ABE. Đó. Như vậy bây giờ cái diện tích hình thang ban đầu ABCD á, là tạm thời thầy chẻ nó ra phần S của ADC. Hình thang ban đầu là ABCD nè, thì nó bằng ADC cộng cho ABC đó. Cộng cho ABC. Mà cái miếng ADC thì nó bắt cầu nó lại bằng ABE. Như vậy chỗ này thầy thay bằng ABE ha. ABE. Rồi các em nhìn lại đi. Bây giờ ABE mà ráp với ABC, ABE mà ráp với ABC thì chính là diện tích của tam giác vuông cân ACE. Không. Mà diện tích của tam giác ACE thì nó bằng 1/2 hai cạnh góc vuông nhân nhau, tức là 1/2 nhân 10 nhân 10. 10 nhân 10 là 100, 100 nhân 1/2 là thành 50. Đáp án là 50. Vậy ha. Đây. Xong bài thi số 2. Đề cũng mềm, không có khó lắm. 12 con giáp. Rồi, cái này các em ủa chà sao rối vậy. Các em dùng kỹ thuật trong khóa học V81 làm cho nhanh. Dùng cái chức năng tính hàng loạt á. Thầy cũng có nhắc lại ở V82, V83 hết. 4 trên 19 x cộng 2017 bằng. Rồi. Ủa cái này tính bình thường mà. Em tính bình thường thôi. 4/19 x cộng 2017. 4/19 x cộng 2017 nè. Rồi cho x bằng 19. Thì nó ra 2021. Còn cho x bằng 23 thì nó ra tùm lum hết. Rồi lấy hai cái đó trừ nhau. 2021 trừ cho cái kết quả nãy. Rồi lại đem chia cho cái mẫu, tức là chia cho 19 trừ 23, 19 trừ 23 là bằng -4 nha. Thì chia cho -4. Kết quả là 4/19. 4/19. Rút gọn cái này thì các em sẽ có là 4 × 16, rút gọn sẽ bằng 14. Con trâu. Rồi các em có thể dùng chức năng trong khóa học V81, các em thử cho n bằng 0, n bằng 1, n bằng 2, n bằng 3 thì đến một lúc nó sẽ dính thôi. Ở đây thầy nhẩm nhẩm thầy thấy n bằng 3 là dính đó. Ông tin thử lại đi. Con heo. Rồi bài này thì mình phải quy đồng ở bên trái ha. Bên phải chứ. Mình quy đồng bên phải. Bên trái để nguyên x cộng 1 trên x cộng 2 x cộng 3 bằng quy đồng A nhân cho x cộng 3
cộng cho b nhân x cộng 2. Rồi cái mẫu này giữ nguyên. Rồi bây giờ cái này là mình phá ra, phá cái tử ra là thành ax cộng bx, ax cộng bx rồi cộng cho 3a cộng cho 2b, như vậy nó sẽ bằng tiếp là a cộng b tất cả nhân cho x rồi cộng cho 3a cộng cho 2b. Mẫu để nguyên. Vậy tóm lại là cái ban đầu á, cái này nè, nó bằng cái mới ha. Giờ mình đồng nhất hai cái vế, hai vế trái và phải, mẫu là giống nhau rồi. Tử là x cộng 1 thì đằng trước x là số, đằng trước x này là không có số, coi như số 1, 1 nhân x. Còn này là a nhân a cộng b nhân x, cái này thì để trong ngoặc ha. 3a cộng 2b thì để trong ngoặc. Như vậy thì đồng nhất thì 1 chính là a cộng b, a cộng b chính là 1, 3a cộng cho 2b cũng chính là 1. Giải hệ phương trình, cái này V81 thì dạy rồi ha. Em sẽ giải hệ phương trình này, 1 1 1 3 2 1, vậy là a bằng -1, b bằng 2, a bằng -1 còn b thì bằng 2. Đăng ký ngay khóa học V81 nhé, để coi giải hệ phương trình như thế nào. Con rồng, cái này giải bình thường thôi, shift. Các em dùng chức năng tìm x á, thầy đã dạy nhiều rồi. Nó sẽ ra 6/17 kia. Con mèo, vẽ hình. Cho hình vuông và vẽ hình. Hình vuông ABCD, A, B, C, D. Lấy C trên BD, BDF nhé, BDF. Lấy C trên BD chỗ này đi, rồi lấy E trên DF, E trên DF, E trên DF, chỗ này là C. Sao cho AE vuông góc EC, AE vuông góc với EC. Chỗ này vuông nối AC, EF người ta cho bằng 36, AC 65, CE 25, CE 25, AC 65, ôi sợ dễ, EF 36. Thì em dùng Pythagore thôi, ở đây vuông nha, đây vuông nè, giả thiết cho vuông là để xài. Rồi dùng Pythagore, 65 bình trừ 25 bình coi AE bình bằng bao nhiêu. 65 bình trừ 25 bình bằng 3600, lấy căn vậy chỗ này ra 60, chỗ này ra 60 thì lại tiếp tục dùng Pythagore ở trong tam giác AFE, lấy 60 bình trừ 36 bình, 60 bình trừ 36 bình thì bằng 2304, lấy căn là bằng 48, 248 đây, chỗ này 48. Như vậy cạnh của hình vuông là 48 thì chu vi lấy 48 x 4 thôi. 48 x 4 bằng 192. 192 đó. Con gà. U trời ơi, dễ sợ mày trời. Đừng sợ. Em quan sát cái đề. 3a cộng 2b trừ c trừ d
là bằng 1. 2A cộng cho 2B trừ C cộng 2D bằng 2. 4A trừ 2B trừ 3C cộng D sẽ bằng 3. Tiếp tục em, 8A cộng B trừ 6C cộng D là sẽ bằng 4. 3, 2, 5, 4, 8. Rồi ta giải hệ phương trình bốn ẩn đi. Cái này ở bài sau có thời gian thầy sẽ hướng dẫn các em, hoặc là cuối clip thầy hướng dẫn nha. Hiện tại các em chỉ học giải hệ phương trình ba ẩn thôi, còn đây nó ra hệ phương trình bốn ẩn thì cái máy Vinacan nó có thể giải được ha. Bằng 2 các em, bằng 2. Bằng 2 nha. Ở trong khóa học V83 thầy sẽ trở lại bài này, thầy hướng dẫn kỹ hơn. Bằng 2 thầy trở lại sau nha. Bây giờ thầy bận, thầy phải đi có việc, thầy giải cho nhanh làm gì. Rồi cái này cái ấn shift show giải bình thường. Trong V81 thầy đã giải rất kỹ rồi. Rồi x bằng 6 nha. Rồi cái này các em dùng kỹ thuật máy tính luôn đi. Kỹ thuật trong V81 giải cho nó nhanh, chứ khỏi biến đổi thằng nhanh. Rồi tìm x, lưu nhớ. Rồi 5 trừ x đẩy vô y nằm. Rồi bấm cái biểu thức P. Kết quả bằng 26 đi. 26. Rồi còn câu nữa, nick 2 thầy giải kỹ hơn. Cái này tôi bấm máy thôi, trời ơi, có gì đâu. Bấm nha. 1/2 cộng 1/3 cộng 1/4 cộng 1/5 cộng 1/6 bằng bao nhiêu? Nhân 60. 87 đi. 87. Rồi, hẹn gặp lại các em ở nick tiếp theo. Nick số 2 thầy sẽ giải kỹ hơn. Bây giờ tôi bận quá, tôi phải đi có việc. Trang web của thầy đây ha. Vô rồi đăng ký ngay các cái khóa học để thi hiện đi. Bye bye.